sáng ngày 10 tháng 1 tại xã Ngọc Mỹ, ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các ông bà đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 ứng cử tại huyện Tân Lạc và Tổ đại biểu số 1 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiếp xúc với cử tri các xã Ngọc Mỹ, Đông Lai, Thanh Hối và Tử Nê, huyện Tân Lạc. Tại hội nghị tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Tiếp đó, đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện báo cáo cử tri về kết quả kỳ họp thứ ba Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ ba. Qua nghe các báo cáo, cử tri đánh giá cao kết quả của kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 và kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, cũng như báo cáo giải trình ý kiến kiến nghị cử tri khá thỏa đáng. Nhân dịp này, cử tri 4 xã Đông Lai, Thanh Hối, Tử Nê và Ngọc Mỹ đã gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất với đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân huyện Tân Lạc. Cụ thể, đề nghị nhà nước hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người dân tộc khi xã về đích nông thôn mới, quan tâm bố trí quỹ đất và nguồn lực xây dựng nhà văn hóa xóm, đầu tư đường giao thông nội xóm, hệ thống hồ đập, kênh mương thủy lợi phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Đặc biệt nhiều ý kiến phản ánh đề nghị làm rõ một số vấn đề liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có vấn đề về đất thổ cư, đất rừng, đất nông nghiệp. Việc bố trí và phân bổ kinh phí hỗ trợ cho hoạt động các ngành đoàn thể, cấp xã còn nhiều bất cập, quan tâm nâng mức phụ cấp và hỗ trợ cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, được tham gia bảo hiểm xã hội cùng nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến dân sinh, kinh tế ở địa phương. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban dân huyện Tân Lạc đã trực tiếp trao đổi, giải trình và làm rõ những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã thông tin thêm về một số chủ trương, chính sách, đề án và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2022, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Tiếp thu ý kiến của cử tri, đồng chí bày tỏ sự chia sẻ đối với những khó khăn bất cập trên địa bàn các xã, những ý kiến kiến nghị được tổ đại biểu tổng hợp và chuyển đến các cơ quan xem xét giải quyết cũng như theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân chuẩn bị đón Tết một cách vui vẻ, đầm ấm và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.